2 năm là học tập và làm việc ở Sài Gòn. Ừ. Sau đó là em có đi sang Hàn Quốc ạ. Là đi mấy năm? Em đi 7 năm Hàn Em ạ. đi 7 năm nhưng mà là em có về không? Là em ở tuốt ở bên đó 7 năm? Dạ, trong 7 năm thì em có chính thức về, khi mà nói chuyện với gia đình ấy là xin phép gia đình để đi về thì là một lần, còn 3 lần còn lại là về trốn về để chơi với lại vợ ạ. Coi như vợ nhớ vợ quá. Dạ vâng. Ừ, nhưng mà tụi em siêu quá, là tại vì vậy nè, 7 năm mà dành cho 3 lần thì nó không Dạ vâng thấm ạ, đúng thía rồi. gì hết cho hai người yêu nhau, Quá đúng không? Dạ vâng. Thế rồi em sao mà em chấp nhận hay quá vậy? Đầu tiên thì là chơi với nhau lâu cho nên gắn bó tình cảm, thì khi mà yêu xa thì đầu tiên là anh nói là cũng không ý định là đi Hàn Quốc mà chỉ là yêu xa trước thế thôi, còn sau khi nào mà quyết định là đi Hàn Quốc thì nói là đi 3 năm thôi. Thì sau đó anh sẽ về, nhưng mà cứ hết 3 năm thì anh lại bảo thế anh thêm 2 năm nữa. Rồi 2 năm nữa xong rồi lại tiếp 2 năm nữa, và cuối cùng đến mà lần cuối thì em bảo bây giờ là có về hay không ấy. Không về là thôi luôn. Thì Nó cũng giống là như là quyết đánh định. tỏ tình với mình vậy đó. Là bỏ nhau luôn đúng không? Dạ. Nếu mà như vậy rồi cuối cùng mới chịu về. Vậy Dạ. tụi em lấy nhau là được mấy năm rồi? Tụi em kết hôn được hơn 5 năm rồi ạ. Dạ. Là được hơn 5 năm Hơn 5 rồi. năm rồi Dạ. ạ. Trời 14 ơi, năm. hai bạn này cả cuộc đời ở bên nhau luôn á. Đó. Thực sự luôn á. Trong cái khoảng thời gian yêu xa như vậy thì chắc chắn nó sẽ phát sinh rất là nhiều việc. Cái Dạ. quan trọng nữa là cái niềm tin. Dạ. Là các Vâng. bạn từ đâu mà các bạn lại có được cái niềm tin mà để mà giữ cho nhau cho đến coi như là 7 năm trời như vậy. Bởi vì bản thân em ấy là con gái thì em cũng rất là mong muốn là có một người yêu ở cạnh mình. Mỗi một lần chín con hạt giấy phải không nè? À, rồi em xin để chào đây hai xin. em. Dạ, em xin chào chị Ông Vân, chào anh Quốc Thuận. Xin chào quý vị khán giả. Em tên là Đinh Tiến Hậu, năm nay em 34 tuổi ạ. Hậu. Dạ vâng ạ. Hậu làm nghề gì? Em hiện tại đang kinh doanh. 34 tuổi rồi đó mà dạ. trẻ măng trẻ mẳng à. Em xin chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận, em chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Liên, năm nay em 33 tuổi ạ. Tiến là công việc gì? Dạ em đang làm kế toán ạ. Kế toán. Kế toán. Bây giờ nè, anh rất muốn biết cái câu chuyện tình yêu của các bạn lần đầu tiên. Em gặp cô gái này ở đâu và em ấn tượng gì về cô ấy? Em với vợ em là bạn thân từ thuở bé, hai đứa học cùng lớp rồi lại ngồi cùng bàn nữa, thành ra là chơi nhà thân. Có ở gần nhau không? Dạ, nhà em với nhà vợ em thì cách nhau khoảng mấy chục mét thôi ạ. Mấy chục mét rồi, là đi là bộ hàng qua được. xóm luôn á. Dạ, hàng xóm. Học với nhau đến cấp 3. Khi mà rời trường cấp 3 thì em có đi vào trong Sài Gòn, vợ em thì ở ngoài Hà Nội học. Trong quá trình xa nhau thì mới thấy là nhớ, rồi cuối cùng Thôi là chết rồi, yêu rồi. Rồi yêu. Vâng, đấy là lúc đấy mới nhận ra là mình đã yêu ạ. Còn em thì sao? Cái thời gian mà lúc mà còn nhỏ đó là em có thích bạn này không? Hay là em không ưa bạn này? Dạ, hồi lớp 6 thì bắt đầu là em học chung với nhau, là cô lại phát sắp xếp chung được chung bàn. Là nhìn này khó ghét lắm ạ, Ghét là lắm toàn ạ. có chia bàn thôi, gạch phấn chia bàn, là không có chơi với nhau luôn. Nhưng mà rồi cái lúc mà bạn ấy vào Sài Gòn thì lúc ấy cảm giác em sao, có giống bạn này không? Khi mà bạn ấy vào Sài Gòn thì lúc đấy thì bạn em vẫn đang là bạn thân. Thế sau thì cứ một tuần thì bạn em cứ gặp nhau ở trên mạng là 2 lần, và thứ ba và thứ sáu thì mỗi lần là tranh thủ chat với nhau qua Yahoo á, là 2 tiếng một tuần như thế. Thì em cũng cứ ngày nào cũng mong là đến cái giờ đó để ra chat và để nói chuyện với nhau. Rồi đến khi nào thì mới hết yêu xa? Dạ, tụi em yêu xa là 9 năm. Wow. Chính thức là 9 năm, là lúc là tính từ lúc mà nhận lời yêu. 9 năm đó là em ở Sài Gòn hết hay em có đi đâu làm việc hay như thế nào mà yêu xa dữ vậy? Dạ, trong trong 9 năm thì em có 2 năm là học tập và làm việc ở Sài Gòn. Sau đó là em có đi sang Hàn Quốc ạ. Là đi mấy năm? Em đi 7 năm Hàn Em ạ. đi 7 năm nhưng mà là em có về không? Là em ở tuốt ở bên đó 7 năm? Dạ, trong 7 năm thì em có chính thức về, khi mà nói chuyện với gia đình ấy là xin phép gia đình để đi về thì là một lần, còn 3 lần còn lại là về trốn về để chơi với lại vợ ạ. Coi như vợ nhớ vợ quá. Dạ vâng. Ừ, nhưng mà tụi em siêu quá, là tại vì vậy nè, 7 năm mà dành cho 3 lần thì nó không Dạ vâng thấm ạ, đúng thía rồi. gì hết cho hai người yêu nhau, Quá. đúng không? Dạ vâng. Thế rồi em sao mà em chấp nhận hay quá vậy? Đầu tiên thì là chơi với nhau lâu cho nên gắn bó tình cảm, thì khi mà yêu xa thì đầu tiên là anh nói là cũng không ý định là đi Hàn Quốc mà chỉ là yêu xa trước thế thôi, còn sau khi nào mà quyết định là đi Hàn Quốc thì nói là đi 3 năm thôi. Thì sau đó anh sẽ về, nhưng mà cứ hết 3 năm thì anh lại bảo thế anh thêm 2 năm nữa.
2 năm nữa, xong rồi lại tiếp 2 năm nữa. Và cuối cùng đến mà lần cuối thì em hỏi bây giờ là có về hay không á. Không về là thôi luôn. Nó cũng giống như là anh tỏ tình với mình vậy đó. Là bỏ nhau luôn đúng không? Dạ. Nếu mà như vậy rồi cuối cùng mới chịu về. Vậy tụi em lấy nhau là được mấy năm rồi? Tụi em kết hôn được hơn 5 năm rồi ạ. Dạ. Là được hơn 5 năm hơn rồi. Hơn 5 năm rồi. Dạ. 4 năm. Hai bạn này cả cuộc đời ở bên nhau luôn á. Đó. Thực sự luôn á. Trong cái khoảng thời gian yêu xa như vậy thì chắc chắn nó sẽ phát sinh rất là nhiều việc. Cái quan trọng nữa là cái niềm tin. Dạ. Là các bạn từ đâu mà các bạn lại có được cái niềm tin mà để mà giữ cho nhau cho đến coi như là 7 năm trời như vậy. Bởi vì bản thân em ấy là con gái thì em cũng rất là mong muốn là có một người yêu ở cạnh mình. Mỗi một lần mà yêu xa em rất là tủi thân. Ví dụ như là đi sinh nhật bạn này hay đi đâu đó đi chơi thì muốn là có người yêu mình bên cạnh. Nhưng mà suốt thời gian đó thì gần như là không, cho nên là em rất là hay giận dỗi với lại người yêu em. Đòi chia tay không? Chia tay có ạ. Bọn em chia tay đến 3 lần. Vậy thì tại sao lại hàn gắn trở lại? Dạ, bởi vì anh nghĩ là lý do là vì gia đình thì em cũng rất là hiểu. Bởi vì em là bạn thân lớn lên từ nhỏ ấy. Cho nên em hiểu về vấn đề của anh ấy gặp phải. Và thứ hai nữa là em nhìn thấy sự chân thành của anh ấy. Đó là em mang đến đây chương trình là một cái bình hạc giấy. Cái bình hạc giấy này thì bình thường thì sẽ là con gái gấp. Nhưng đây rất đặc biệt đó là chồng em gấp. Và trên mỗi một con hạc giấy này, mỗi một ngày chồng em gấp một con hạc giấy và một cái trái tim. Và trên đó đều có những cái lời nhắn nhủ dành cho em. Em có mở ra em đọc hết mấy con giấy này chưa? Dạ chưa. Em mới đọc có một ít chưa? Tại vì mãi đến năm 2014 khi chồng em về nước thì chồng em mới mang về. Lúc đó thì có chồng em ở bên cạnh rồi nên em cũng đọc chỉ một số ít thôi ạ. Bây giờ nếu như anh muốn á, em khui ra, dạ. Em mở một con hạt giấy ra em đọc bất kỳ. Dạ vâng. Và em cho anh với chị Vân mỗi người một dạ, con. Rồi. Anh với chị Vân sẽ dạ, mở ra coi luôn. Dạ, nghe. Tò mò quá chị Bin. Dạ. Rồi em đọc trước đi coi ông viết cái gì. Dạ. Xong rồi tới chị tới anh Bin. Dạ. Tính đến thời điểm bây giờ là 12 năm rồi chị. 12 năm. Năm. Dạ. Ngày 18 tháng 6 năm 2018. Vợ à, cố lên, chỉ còn mấy ngày nữa thôi, cố lên nhé. Rồi, tới chị Vân đi. Ngày 2 tháng 9, 2008 nè. Đọc coi. Chà, mắt sáng quá ta. Sáng lắm. Ngày 2 tháng 9 năm 2008. Liên ơi, anh nhớ em quá. Ồ, tự nhiên anh xúc động ta. Liên ơi, anh nhớ em quá. Xong thì gọi cho anh đó, anh yêu em. Ngày 8 tháng 1 năm 2009, sao thế nhỉ? Người tôi yêu đã bị dị ứng. Em hãy cố lên nhé, Liên. Anh chẳng biết làm thế nào, chỉ động viên em thôi. Cố lên, cố lên. Dạ, dạ. Phải nói rất là xúc xếp động. Lại đi cưng, xếp mình đi. Mình đang dạ, rất là xúc động với những cái dễ thương những quá. Cái lời đây là những cái lời mà gọi là sinh hoạt rất là bình thường. Những cái lời chút xíu thôi. Nhưng mà chị cảm giác lúc đó em ngồi em xếp, em tưởng tượng là em đang nói chuyện với Liên. Dạ. Đúng không? Một mình em cô đơn ở bên xứ lạ dạ, quê vâng. Người. Dạ. Thế rồi cái ngày mà chồng em về thì sao? Đó là sau khi mà đến biết tin mà chồng mà chắc chắn về ấy, thì rất là sung sướng, phải đếm từng ngày luôn. Xong rồi bắt đầu đi ra sân bay mà không dám đi một mình nữa là phải cử bạn đi cùng để di ra và đón chồng về cùng bạn trai đó. Dạ. Rồi cái lúc mà thì cái thấy cảm giác đó là giống như kiểu vỡ òa tim mình. Em về lần nào cũng thế thì thường thường là hai đứa sẽ chạy thật nhanh đến xong là ôm nhau khoảng mấy chục giây xong đó sẽ nắm tay nhau đi về. Dạ hạnh phúc thì đôi khi có rớt nước mắt ạ. Vỡ òa chứ. Chắc là Liên khóc nhiều nhất đúng không? Và sau đó bao lâu thì cưới nè? Dạ, sau khi anh ấy về khoảng 10 ngày là bọn em tổ chức đám cưới á. Chà, cũng lâu quá. Dạ, vâng, nhanh lâu quá. 10 ngày mới cưới. Cưới liền chứ, bây giờ đi xa quá rồi. Rồi bây giờ là hai đứa là đang sống ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, em đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Còn gia đình em thì ở Bình Dương ạ. Các em có mấy bé rồi? Vậy em có một bé 4 tuổi ạ. Một bé 4 tuổi rồi, dạ. Như vậy là quá hiểu nhau rồi. Vậy dạ. Thì bây giờ nè, cho hỏi nè, dạ. Tật xấu của anh ấy là gì? Dạ. Liên. Lúc mà về rồi thì em cũng thấy là tật xấu của anh ấy là hay quên. Tới lúc mà đưa con đi học nhá, thì con thì ngồi nằm sau với xe mà xem điện thoại nên là không có tiếng động gì cả. Mà đưa con đi học thì quên, đưa lên thẳng lên cơ quan luôn, công ty luôn. Chưa là coi như là dạ. Đưa con đi học nhưng mà đi ra cơ quan luôn. Dạ. Còn rồi. Mà ở nhà mà có dặn tỏ anh là sửa giúp em cái gì đấy là tôi bảo lát nữa anh làm nhưng toàn quên. Em mà có ghi lên giấy dán lên tường ấy thì cũng vẫn cứ quên. Rồi tiếp theo nữa. Dạ, cái thứ hai là nóng tính đấy ạ. Nóng tính nhưng mà có bao giờ quát nạt và động tay động chân gì tới em không?
Dạ, cái đó thì không, nhưng mà nhiều khi mà ở chỗ đông người hay cáu nhăn mặt với em lắm. Thế nên là cái đấy là tính xấu của chồng em. Em mong muốn anh thay đổi cái gì? Em mong muốn là anh ấy thì kiềm chế bớt cái sự nóng tính hơn. Và nếu mà em có sai hay chỗ đông người gì đó thì cứ về nhà nói từ từ với em ấy. Với lại đặc biệt là phải cải thiện trí nhớ một tí, tránh quên. Rồi dạ. Mà em, tới em, cô ấy có tật xấu gì? Vợ em thì chắc là ham ngủ. Hai nữa là ngày trước thì nấu ăn em thấy là cũng ok lắm. Nhưng mà dạo gần đây kiểu là lười nấu ăn. Vâng, vị nó nhạt đi rồi. Đấy, với hai nữa là mỗi lần nấu ăn xong ấy, chén đũa rồi xong nồi là thôi rồi, nguyên một mớ luôn. Ai muốn làm gì làm. Dạ đúng rồi ạ, ăn xong là vắt chân lên, xong là bảo em nấu rồi, bây giờ là đến lượt anh là phải dọn thôi. Tôi là người nấu còn cái chuyện ai dọn là mặc kệ. Dạ đúng ạ. Rồi nhưng mà vợ em là tánh có nóng hoặc là có hay cáu giống em không? Vợ em thì có cái tật là đang ngủ mà ai mà có động chạm gì đến là hay cáu gắt lắm. Vâng, ngay kể cả đi xe cũng vậy, bật điều hòa mà nó lạnh một chút thôi là cũng cáu gắt lên với em liền. Cáu gắt luôn. Lạc cáu bẩn á, có là hay cáu cáu bẩn. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà cái thời mà yêu xa đó là thường là bao giờ chắc thế nào cũng nói ôi anh về đây em sẽ chăm sóc anh, em sẽ chăm sóc, em sẽ lo lắng cho. Còn bây giờ thì sao? Đợt mà em cũng ở bên đấy thì cũng dụ em về nhiều lần, bởi vì là về là anh về đây anh làm việc bên đấy vất vả rồi, về đây em là đấm bóp, vâng đúng rồi, chăm sóc rồi đấm bóp rồi này kia. Nhưng mà em thấy là từ được đúng một lần đấm bóp, bây giờ mỗi một lần đấm bóp rồi này bảo chứ sau trước ngày em bảo là đấm bóp cho anh thì lại nói là thì đợt trước anh về em đấm cho lần rồi thầy. Ý là thế, đấm rồi. Lần đó em đấm rồi. Dạ. Em đã thực hiện lời hứa rồi. Dạ vâng đúng rồi đấy. Bà này quá khôn. Khôn. Dạ. Bây giờ cái nguồn kinh tế là ai là người kiếm về? Dạ thực tế thì là nguồn kinh tế thì em thấy là hai đứa giống như nhau. Nhưng mà ai là người làm giữ? Kinh doanh. Vợ em thích đếm tiền, em lại cứ để nhường hết cho vợ. Và mỗi lần em muốn mua cái gì hoặc em muốn làm một cái gì đó thì sao? Thường thì em cứ mua theo sở thích của vợ em là chủ yếu thôi. Ví dụ vợ em mà muốn máy tập chạy hay là mua cái gì gì đấy là em cũng chủ động hỏi tiền. Nhưng mà nếu mà hỏi không được là em cũng chủ động đi mượn tiền để phải tự đi kiếm tiền. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Vâng. Không được. Dạ không, em cứ vay mượn xong rồi người này cũng phải trả thôi. Cứ vay mượn người này người kia xong rồi mua xong rồi lại vợ em lại trả. Tại nhưng mà hỏi trực tiếp mà đưa thì lại không đưa cho trực tiếp. Dạ em. Vâng đúng ạ. Rồi bây giờ em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Bởi vì là trong quá trình sống với gia đình nhà em thì vợ em chưa có hòa đồng được với lại bên nhà nội. Mong muốn vợ em là cải thiện cái mối quan hệ giữa vợ em với lại mẹ em cùng với lại tất cả mọi người trong gia đình nhà nội. Vâng. Rồi. Có nghĩa là hiện giờ là em với vợ em đang sống riêng. Dạ vâng ạ. Mà gia đình em thì ở dưới Bình Dương. Dạ vâng. Còn gia đình của vợ thì ở đâu? Gia đình em ở Thái Bình ạ. Ở Thái Bình, hiện giờ vẫn đang ở Thái Bình đúng không? Dạ vâng ạ. Bây giờ chị hỏi em nè, lý do gì mà em vẫn chưa hòa đồng được với mẹ chồng, với lại mọi người trong gia đình? Chắc là cũng chỉ là do văn hóa gia đình chồng em chuyển vào đây sớm lâu rồi ấy. Cho nên là sống theo phong cách miền Nam thì nó sẽ thoáng hơn một chút. Còn em thì kiểu ngoài Bắc thì nó sẽ có thể làm mà nó phong cách sống của nó hơi khác nhau thôi ạ. Thì bây giờ một tuần hay là một tháng dành 2 ngày trong 2 cái cuối tuần về với ông bà. Dạ. Thì một điều nhịn chín điều lành, các cụ có gì đi chăng nữa thì với bổn phận mình là dâu, mình cứ coi các cụ như cha mẹ ruột của mình. Dạ. Để các cụ vui, các cụ vui thì chồng em cũng vui. Dạ. Rồi, xin cảm ơn em đã đến với chương trình.